Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách sử dụng trạng mệnh đề trạng từ chỉ thời gian và nguyên nhân. Thì mệnh đề trạng từ thì nó có chức năng như là một trạng từ, và mệnh đề trạng từ chỉ thời gian và hoặc là mệnh đề trạng từ chỉ nguyên nhân thì nó cung cấp thêm thông tin cho cái mệnh đề chính. Các bạn thấy là các câu với các mệnh đề trạng từ thì có hai dạng ở trong tiếng Anh. Thì xem xét cái các cái mệnh đề và các cái từ nối trong cái câu sau. Thứ nhất là I will sign the check before you leave. Cấu trúc thứ hai đó là before you leave, I will sign the check. Trong mỗi cái ví dụ trên thì có hai cái mệnh đề. Thứ nhất là mệnh đề you leave và I will sign the check, và cái mệnh đề you leave là một cái mệnh đề trạng từ chỉ thời gian, bởi vì nó được mở đầu với cái từ nối là before. Trong cái ví dụ đầu tiên thì cái từ nối before đứng ở giữa của câu và không sử dụng dấu phẩy. Còn trong cái ví dụ thứ hai thì cái từ nối before được theo trước của một câu, và khi sử dụng cái dạng này thì chúng ta sử dụng một dấu phẩy sau khi kết thúc cái mệnh đề trạng từ. Ví dụ sau đây sẽ chỉ ra rằng là trong cái bài thi TOEFL thì sẽ kiểm tra cái phần kiến thức về mệnh đề trạng từ như thế nào. Các bạn thấy là trong em xem xét cái câu này, trong cái ví dụ này thì bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng ở đây có một cái động từ là was, và ở đây nó cần một cái chủ ngữ cho cái động từ was này. Ở đây là ngoài ra thì ở đây còn có một cái mệnh đề khác, đó là I missed the appointment. Nếu như bạn chọn đáp án A hoặc là đáp án C thì bạn sẽ có một cái chủ ngữ cho cái động từ was, nhưng mà bạn sẽ không có một cái từ nối nào để kết nối hai cái mệnh đề này với nhau. Bởi vì vậy thì bạn cần lựa chọn một cái đáp án mà vừa có từ nối mà lại vừa có chủ ngữ cho cái động từ was. Cho nên là đáp án D là đáp án đúng nhất, bởi vì ở đây có một cái chủ ngữ là he, nó phù hợp hòa hợp với cái động từ to be chia was, và có một cái từ nối since để kết nối hai cái mệnh đề này với nhau. Các bạn xem ở đây thì người ta đã liệt kê cho mình là các cái danh sách các cái trạng từ, các cái từ nối được sử dụng trong mệnh đề trạng từ chỉ thời gian và mệnh đề trạng từ chỉ nguyên nhân. Thì các bạn thấy là ở đây trong mệnh đề trạng từ chỉ thời gian, đây đây là mệnh đề trạng từ chỉ nguyên nhân, thì đây là những cái từ nối mà được sử dụng. Đây là in a master, nó viết cách cách ra chứ không phải viết liền như này nhé. Thì các bạn thấy là khi sử dụng mệnh đề trạng từ chỉ thời gian để bổ sung thêm thông tin cho câu thì nó có hai dạng. Thứ nhất là mệnh đề trạng từ chỉ thời gian ở đứng đằng sau cái mệnh đề chính thì nó không có dấu phẩy. Tuy nhiên ở dạng thứ hai, nếu như mệnh đề trạng từ chỉ thời gian mà đứng đầu câu thì sau khi kết thúc mệnh đề trạng từ chỉ thời gian hoặc là nguyên nhân thì có một dấu phẩy, sau đó mới đến một mệnh đề chính. Thì các bạn nhớ những cái từ nối của mệnh đề trạng từ chỉ thời gian và nguyên nhân. Sau đó nhớ cách sử dụng cái cấu trúc của nó. Thì chúng ta đi vào bài tập số 7. Thì ở mỗi một câu này thì các bạn xác định cho mình cái từ nối của mệnh đề trạng từ, và xác định mệnh đề trạng từ chỉ thời gian hoặc là nguyên nhân này, mệnh đề chính của câu này, chủ ngữ và động từ của cả mệnh đề chính và của mệnh đề trạng từ, và xác định câu đó đúng hay sai. Thì ví dụ câu số 1 thì ở đây chúng ta thấy là có since là từ nối của mệnh đề trạng từ chỉ nguyên nhân. Đây các bạn thấy này, since ở đây lúc này nó có nghĩa là bằng với because, là bởi vì. Lại có các bạn thì có dấu phẩy, vì mệnh đề trạng từ đứng ở đầu câu thì sau khi kết thúc mệnh đề trạng từ thì phải có dấu phẩy. Câu này là đúng này, cái chủ ngữ động từ
chủ ngữ số ít, động từ chia số ít. Câu thứ hai, nó có chủ ngữ số nhiều, động từ không chia. Có đầy đủ cả tuần nối vì có hai mệnh đề, có dấu phẩy đúng theo cái cấu trúc số 2 này. Thì có một đúng. Các bạn xem tiếp câu số 2. Câu số 2 ta thấy có là chủ ngữ số nhiều này, động từ chia số nhiều, động từ ở thể bị động này. Có một từ nối, trọng từ, có động từ nhưng lại thiếu chủ ngữ, cho nên câu số 2 là sai. Thiếu chủ ngữ của mệnh đề trạng từ. Câu số 3, ta thấy có là có chủ ngữ này, số nhiều này, động từ số nhiều thì ở thì hiện tại tiếp diễn này. Cấu trúc càng càng này. Tiếp theo có thấy có từ nối của mệnh đề trạng từ là whenever. Tiếp theo có chủ ngữ của mệnh đề trạng từ là số nhiều, động từ số ít không chia. Câu số 3 đúng này. Câu số 4. Quên mất, đây mình phải để cho các bạn dừng các bạn làm. Câu 2, câu 3, 4, 5, 6. Rồi. 7, 8, 9, 10. Các bạn dừng lại để làm. Đừng quên mất. Rồi. Câu số 4. Câu số 4 thì ở đây các bạn thấy có chủ ngữ, động từ, phẩy. Chủ ngữ, động từ, thế đây là dạng cấu trúc thứ hai, mệnh đề trạng từ đứng ở đầu câu thì cần phải một từ nối, cho nên cả câu số 4 này bị thiếu một từ nối trạng từ. Câu số 4 là sai. Câu số 5, ta thấy có chủ ngữ này, động từ này. Tiếp theo có thấy nào rát. Nào rát ở đây là từ nối. Đây các bạn thấy là nào rát này. Đây. Đây, nào rát là từ nối của mệnh đề trạng từ chỉ nguyên nhân. Sau đó là có chủ ngữ và một động từ nữa. Và mệnh đề trạng từ đứng ở cuối câu thì không cần dấu phẩy ở giữa theo cái cấu trúc số 1. Được chưa? Mình check lại một chút. Số 7. Câu số 5. Câu số 5 là đúng. Được chưa? Ngày xưa mình làm sai. Câu số 6. Ta có chủ ngữ này. Until là một từ nối của mệnh đề trạng từ này, có chủ ngữ số nhiều, động từ. Nhưng mà câu số 6 hình như mình chưa thấy có động từ. Câu số 6 có lẽ sai chứ nhỉ, hình như là thiếu mất động từ. Đây, thiếu mất verb. Đây đúng không? Câu số 6 bị thiếu mất động từ cho cái trong cái mệnh đề chính. Câu số 6 sai. Incorrect. Ok. Câu số 7. Câu số 7 ta có một từ nối của mệnh đề trạng từ này, chủ ngữ và động từ. Tiếp theo nữa là phẩy. Thì đây là mệnh đề chính. Các bạn thấy có động từ can be sent nhưng không có chủ ngữ, cho nên câu này là thiếu mất chủ ngữ của mệnh đề chính. Câu số 7 sai. Câu số 8. Từ nối của mệnh đề trạng từ đứng đầu câu này, chủ ngữ, động từ, phẩy. Vì mệnh đề trạng từ đứng đầu câu này. Tiếp theo là mệnh đề chính thì phải có là chủ ngữ số nhiều này, động từ. Câu số 8 đúng. Câu số 9, chủ ngữ này, động từ. Sau đó có từ nối của mệnh đề trạng từ ở giữa câu thì không cần dấu phẩy ở đây này. Có S, có verb đầy đủ. Câu số 9 đúng này. Câu số 10, in MSS. Các bạn thấy đây là một từ nối của mình để trạng từ đứng đầu câu thì kiểu gì cũng phải dấu phẩy, có dấu phẩy. Chủ ngữ này, động từ. Tiếp theo nữa là mình nghĩ là thiếu dấu phẩy ở chỗ này. Dấu phẩy ở chỗ the count outcome. The outcome. Thiếu dấu phẩy. Đúng rồi. Thì con số 10 sai vì thiếu một dấu phẩy.
Các bạn nhớ những cái từ nối của mệnh đề trạng từ và hai cái cấu trúc vị trí của mệnh đề trạng từ trong câu. Ok, chào các bạn.